Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Nỗ lực làm lại từ đầu. Thời xưa ở một đất nước nọ, trẻ em đều được đến học tập ở những trường học nội trú. Khi tới đây, ngoài việc học hành, các em sẽ phải làm những công việc vặt hàng ngày theo sự hướng dẫn và phân công của thầy giáo. Trong số các trẻ em được gửi tới trường, có một cậu bé tên là Varad. Cậu bé rất chăm chỉ và thường hoàn thành rất tốt các công việc dọn dẹp ở trường học. Chỉ duy nhất trong việc học thì Varad lại khá chậm chạp. Nè Varad, những lời giảng của thầy dường như cứ vào tai bên này thì lại ra tai bên kia của em. Sao em không thể nhớ được một bài học nào thế? Nếu cứ thế này mãi thì thầy e là em sẽ không theo kịp các bạn đâu. Dạ, em biết thưa thầy. Cậu nên bỏ cuộc đi Varad ạ. Có lẽ cậu không hợp với trường học đâu. Về nhà chăn bò đi là vừa. Nói cậu nghe, cậu không có cơ hội để cố gắng hay thử lại nữa đâu. Cả lớp này đều vượt qua kỳ kiểm tra, có mỗi cậu là không đủ điều kiện. Thiệt hết chỗ nói với cậu. Thầy, có phải như các bạn nói, em không đủ điều kiện lên lớp phải không ạ? Mặc dù thầy đã cố gắng giảng giải cho em lâu hơn nhiều so với những học sinh khác, nhưng em vẫn chẳng hề tiến bộ chút nào. Có lẽ em không hợp với con đường học hành đâu. Theo thầy, em nên trở về nhà và giúp đỡ công việc đồng áng cho ba mẹ em thì hơn. Em hiểu rồi. Em chào thầy ạ. Mệt quá, phải xin miếng nước uống trước đã. Con xin một ít nước được không ạ? Tự nhiên đi con, đi đường chắc là mệt lắm rồi. Cứ ngồi nghỉ một lát, lấy sức rồi hãy đi tiếp cũng chưa muộn. À, hóa ra là người ta đã cột một hòn đá vào sợi dây thừng để giữ cho cái gầu đủ nặng và chìm xuống giếng. Như thế thì việc lấy nước sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các cô đã tạo ra những dấu vết đó ạ? Không, chúng ta không hề tạo ra những cái dấu vết đó. Đó là kết quả của việc nó va chạm với dây thừng nhiều lần trong khi nước được kéo lên mà thôi. So với hòn đá, sợi dây thừng rõ là mỏng manh và mềm yếu hơn nhiều. Thế nhưng nó lại có thể để lại những dấu vết hằn sâu, khiến hòn đá thay đổi hẳn hình dạng như thế. Quả thực không tầm thường. Sở dĩ sợi dây thừng có thể làm được điều đó, chính là vì nó đã được sử dụng rất nhiều lần. Nói cách khác, vì nó đã cọ vào hòn đá vô số lần mới có thể tạo nên những dấu vết ấy. Đến một sợi dây thừng nhỏ bé còn có thể làm được như thế, lẽ nào với sự kiên trì mình lại không làm được? Lẽ nào mình lại không thể tạo ra những dấu vết của riêng mình? Mình phải quay trở lại trường học thôi. Ồ, Varad, thầy tưởng là giờ này em phải về nhà rồi chứ. Xin thầy hãy cho em thêm một cơ hội đi ạ. Nhất định em sẽ đuổi kịp các bạn. Đồng ý, nếu cần thầy hỗ trợ gì, đừng ngại ngần nhé, chàng trai. Chỉ sau vài năm, Varad đã có những sự tiến bộ đáng kể, nếu không muốn nói là vượt bậc. Cậu đã trở thành một học giả trẻ và nổi tiếng khắp đất nước. Đúng như nhà phát minh nổi tiếng Thomas Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là năng lực bẩm sinh, còn 99% là sự nỗ lực. Thứ chúng ta nên tự hào không phải là chỉ số IQ của bản thân, mà chính là sự nỗ lực của mình. Liệu sau khi thất bại, chúng ta có dám chấp nhận hiện thực, nỗ lực đi lên để làm lại từ đầu không? Bị người khác phê bình vài ba lần đã bỏ cuộc, chúng ta không có khả năng và cũng không có tư cách để trở thành người thành công. Người thành công không phải người giỏi nhất, không phải người chưa từng thất bại, mà ngược lại,
thường là những người thất bại nhiều nhất, nhưng lại biết cách đứng dậy ngay sau thất bại của mình.